Hoàng Gia Lai thất bại trong ngày Minh Vương lập siêu phẩm. Dù ghi một siêu phẩm từ chấm đá phạt nhưng Minh Vương cũng không thể giúp cho Hoàng Gia Lai tránh khỏi thất bại trước Quảng Nam trong ngày ra quân tại giải Viettel mở rộng 2020. Thưa quý vị và các bạn, đúng với tinh chất của một trận đấu giao hữu trước mùa giải, cả Hoàng Gia Lai lẫn Quảng Nam đều tranh thủ trận đấu này để thử nghiệm cho mùa bóng mới. Trong khi đội bóng phố núi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Vũ Minh Hiếu, Âu Dương Quân, Quang Nho, Anh Tài, thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lại quan sát sự kết hợp các ngoại binh với dàn nội binh vốn có của đội. Điều này giải thích tại sao là Quảng Nam lại dễ dàng nắm quyền kiểm soát trận đấu. Chỉ sau 57 phút thi đấu, họ đã dẫn trước đối thủ tới 3-0. Các bàn thắng của Hà Minh Tuấn và Đinh Thanh Trung đều được thực hiện sau những tình huống phòng ngự non nớt của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Bị dẫn trước mà không thể tấn công được, Hoàng Gia Lai càng thi đấu càng bất lực. Họ chỉ có thể trực chờ cơ hội từ những pha đá phạt của Minh Vương. Và một trong tình huống đó, ở phút 65, cầu thủ quê Thái Bình đã tạo nên siêu phẩm đá phạt ở ngoài vòng 16m50. Thủ môn của đối phương chỉ còn cách đứng nhìn bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của mình. Ghi bàn từ chấm đá phạt là một trong những điểm nổi bật của Minh Vương. Trong sự nghiệp của mình, anh từng để lại nhiều dấu ấn sau những pha ghi bàn như vậy. Đáng nhớ nhất phải kể tới ASEAN 2018, cầu thủ quê Thái Bình đã ghi bàn trên chấm đá phạt để giúp cho Olympic Việt Nam có bàn thắng danh dự trước Olympic Hàn Quốc. Ở V-League, việc anh ghi bàn từ những tình huống này cũng không phải là chuyện hiếm. Minh Vương cùng với những cầu thủ khác như Văn Toàn được kỳ vọng là sẽ trở thành nhân tố chủ chốt giúp cho Hoàng Gia Lai thăng hoa ở mùa giải V-League 2020 sắp tới. Điều này lý giải tại sao rất nhiều đội bóng ở Việt Nam muốn có anh nhưng ban huấn luyện đội bóng của Bảo Đức nhất quyết không chịu nhả. Sau trận thua 1-3 trước Quảng Nam, Hoàng Gia Lai sẽ có một ngày nghỉ trước khi tiếp tục trận đấu tiếp theo tại giải Viettel mở rộng 2020. Đội bóng phố núi sẽ đối đầu với chủ nhà Viettel lúc 16 giờ ngày mai 12 tháng 1 trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Viettel. Báo Ả Rập phân tích rất khách quan. 90 phút thi đấu trên sân Trang Arena vào tối ngày hôm qua kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, cho dù là cả Việt Nam và UAE đều thi đấu rất nỗ lực. Ngay sau đó, tờ báo Ả Rập Qura đánh giá kết quả hòa khiến cho cả hai đội đều không hoàn toàn hài lòng. Tờ báo này cho rằng là cả U23 UAE lẫn U23 Việt Nam cùng thiếu đi sự sắc sảo trên hàng công khiến cho trận đấu sôi động lại kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp 1 của trận đấu, điểm sáng là sự chắc chắn của hàng thủ hai đội. Không có một tình huống dứt điểm nào thực sự là nguy hiểm hướng về khung thành của hai bên, ngoài một số cú sút thiếu chính xác. Đầu hiệp 2, UAE chủ động tấn công, gia tăng sức ép và suýt có được một quả penalty. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng rồi lại thay đổi quyết định khi tham khảo tổ trọng tài VAR. Việt Nam cũng đòi một quả penalty ở phút 63 và cũng là VAR đã từ chối cơ hội để họ hưởng quả 11m. Cả UAE và Việt Nam đều cho thấy sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm trong suốt hiệp 2. Điều này khiến cho trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thống kê trên trang chủ AFC cũng cho thấy tổng cộng có 29 cú dứt điểm đã được tung ra trong trận đấu, nhưng chỉ 4 trong số này đi trúng đích, một tỷ lệ là khá thấp. Cùng chung nhận định như tờ Qura thì tờ 24.ae cũng tiếc nuối với các cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà UAE. Hiệp đấu đầu tiên, Việt Nam kiểm soát tốt bên phần sân của họ, nhưng sang hiệp 2, U23 UAE đã lấy lại hình ảnh tấn công giàu sức sống, đáng tiếc là nhiều cơ hội ngon ăn có thể quyết định trận đấu lại bị phung phí. Tường thuật về trận đấu, tờ Sharia 24 giật dòng tít. U23 UAE giành một điểm quý giá trong trận ra quân ở U23 châu Á. Theo nhận định của tờ báo này thì U23 UAE có lợi thế về lịch thi đấu và họ có thể hài lòng khi giành được một điểm trước đối thủ trực tiếp ở bảng D. Tương tự như vậy, tờ RM News cũng bình luận U23 UAE và U23 Việt Nam đều hài lòng với điểm số đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cả hai đều có một số cơ hội ghi bàn rõ ràng trong hiệp 2 nhưng không tận dụng được. Hòa là một kết quả hợp lý với những gì đã diễn ra. Hoàng Gia Lai thất bại trong ngày Minh Vương lập siêu phẩm. Dù ghi một siêu phẩm từ chấm đá phạt nhưng Minh Vương cũng không thể giúp cho Hoàng Gia Lai tránh khỏi thất bại trước Quảng Nam trong ngày ra quân tại giải Viettel mở rộng 2020. Thưa quý vị và các bạn, đúng với tinh chất của một trận đấu giao hữu trước mùa giải, cả Hoàng Gia Lai lẫn Quảng Nam đều tranh thủ trận đấu này để thử nghiệm cho mùa bóng mới. Trong khi đội bóng phố núi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Vũ Minh Hiếu, Âu Dương Quân, Quang Nho, Anh Tài, thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lại quan sát sự kết hợp các ngoại binh với dàn nội binh vốn có của đội. Điều này giải thích tại sao là Quảng Nam lại dễ dàng nắm quyền kiểm soát trận đấu. Chỉ sau 57 phút thi đấu,
Họ đã dẫn trước đối thủ tới 3-0. Các bàn thắng của Hà Minh Tuấn và Đinh Thanh Trung đều được thực hiện sau những tình huống phòng ngự non nớt của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Bị dẫn trước mà không thể tấn công được, Hoàng Gia Lai càng thi đấu càng bất lực. Họ chỉ có thể trực chờ cơ hội từ những pha đá phạt của Minh Vương. Và một trong tình huống đó, ở phút 65, cầu thủ quê Thái Bình đã tạo nên siêu phẩm đá phạt ở ngoài vòng 16m50. Thủ môn của đối phương chỉ còn cách đứng nhìn bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của mình. Ghi bàn từ chấm đá phạt là một trong những điểm nổi bật của Minh Vương. Trong sự nghiệp của mình, anh từng để lại nhiều dấu ấn sau những pha ghi bàn như vậy. Đáng nhớ nhất phải kể tới ASEAN 2018, cầu thủ quê Thái Bình đã ghi bàn trên chấm đá phạt để giúp cho Olympic Việt Nam có bàn thắng danh dự trước Olympic Hàn Quốc. Ở V-League, việc anh ghi bàn từ những tình huống này cũng không phải là chuyện hiếm. Minh Vương cùng với những cầu thủ khác như Văn Toàn được kỳ vọng là sẽ trở thành nhân tố chủ chốt giúp cho Hoàng Gia Lai thăng hoa ở mùa giải V-League 2020 sắp tới. Điều này lý giải tại sao rất nhiều đội bóng ở Việt Nam muốn có anh nhưng ban huấn luyện đội bóng của Bảo Đức nhất quyết không chịu nhả. Sau trận thua 1-3 trước Quảng Nam, Hoàng Gia Lai sẽ có một ngày nghỉ trước khi tiếp tục trận đấu tiếp theo tại giải Viettel mở rộng 2020. Đội bóng Phố Núi sẽ đối đầu với chủ nhà Viettel lúc 16 giờ ngày mai 12 tháng 1 trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Viettel. Hòa hú vía, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận một niềm vui cùng nhiều nỗi lo. Phút 48, Saleh đi bóng rồi ngã trong vòng cấm của U23 Việt Nam. Trọng tài lập tức cắt còi, xác định rằng Huỳnh Tấn Sinh đã phạm lỗi. Trước đó, hậu vệ Việt Nam này đã phải nhận một thẻ vàng. Treo lơ lửng trên đầu các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo là một quả phạt đền cùng chiếc thẻ vàng thứ hai đưa Tấn Sinh rời sân đi tắm sớm. Và vào cuộc để rồi xác định vị trí mà Tấn Sinh phạm lỗi với Saleh nằm ngoài vòng cấm địa. Và trọng tài chính cũng lờ luôn đi việc rút thẻ vàng phạt cầu thủ Việt Nam. Toàn đội U23 UAE ngơ ngác, trong khi đó các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo thở phào nhẹ nhõm. Cú sút phạt của U23 UAE đưa bóng đi đúng đến vị trí thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và thủ thành từng chơi cực tốt 2 năm trước, trên đất Thường Châu dễ dàng đấm bóng ra ngoài chịu phạt góc. Những phút hồi hộp đến thót tim rồi cũng qua đi. Ngoài sân, Đình Trọng được huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị để thay vào sân. Đấy là sự thay thế cần thiết khi Huỳnh Tấn Sinh, cầu thủ được ông thầy người Hàn Quốc bố trí chơi trung vệ lệch phải, chơi cực tệ từ đầu trận. Không những thế, bên cánh phải, cầu thủ chạy cánh Bùi Hoàng Việt Anh cũng chơi quá bỡ ngỡ, khiến toàn bộ cánh này của U23 Việt Nam bị tê liệt hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến hàng tiền vệ khi phải liên tục lùi về chám chỗ cho các đồng đội. Thực ra, tình huống va cứu cho U23 Việt Nam một quả phạt đền ở phút 48 không phải là tình huống duy nhất khiến người hâm mộ Việt Nam phải thót tim. Ở phút 40 của trận đấu, một mình Saleh khoét thành công vào cánh phải của U23 Việt Nam trước khi chuyền bóng ra cực kỳ ngon ăn cho Ale Mari. Tiếc rằng số 7 của U23 UAE sút trượt bóng ở cự ly rất gần. Không khó để nhận ra U23 Việt Nam khá lép vế so với đối thủ trong trận đấu này. Quả tình huấn luyện viên Park Hang-seo gặp khó khi Tấn Tài bị treo giò, khiến ông phải chọn lính mới Bùi Hoàng Việt Anh làm cánh phải của U23 Việt Nam gần như tê liệt, kéo theo những hệ lụy đáng lo ngại. Song, đây cũng là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo khá liều lĩnh khi cho các học trò chơi với hai tiền đạo là Tiến Linh và Đức Trinh. Rất có thể đó là toan tính đường dài khi ông muốn U23 Việt Nam chơi với đội hình hai tiền đạo ở giải đấu này. Sau Đình Trọng, Trọng Hùng cũng được tung vào sân thay Đức Chiến và U23 Việt Nam có được thế trận khá hơn nhiều so với những phút hú vía trước đó. Dù vậy, khả năng tấn công và phản công của U23 Việt Nam vẫn khá kém khi thiếu đi sự đột biến của Quang Hải cũng như những sự hỗ trợ tốt như Xuân Trường hay Văn Hậu ở vòng chung kết U23 châu Á 2 năm về trước. 2 năm về trước, U23 Việt Nam từng bay trên đôi cánh của Quang Hải khi với sự xuất thần của mình, tiền vệ người Đông Anh ghi đến 5 trên 8 bàn của U23 Việt Nam ở giải đấu ấy. Phút 85 của trận đấu, Quang Hải cũng có được một pha xử lý cực kỳ xuất thần, khiến khung thành U23 UAE dựa vào thế bị đe dọa. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành đối phương, Tiến Linh đã có thể ghi bàn từ pha bóng dội ra. Trận sau gặp U23 Jordan, với sự trở lại của Tấn Tài cũng như Đình Trọng đã có thể đá tốt, U23 Việt Nam có được tin vui để làm điểm tựa. Hơn thế, trận hòa này cũng giúp U23 Việt Nam kiếm được một điểm, có được khởi đầu tốt hơn so với giải đấu 2 năm về trước. Tuy nhiên, trận hòa may mắn này cũng đem lại không ít nỗi lo cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo
khi họ dường như đang đánh mất đi thứ vũ khí có lợi nhất cho mình, tinh thần chiến binh, cũng như sự liên kết liên lạc giữa các cầu thủ. Không chỉ thế, những cầu thủ trẻ hiện tại cũng cho thấy mình kém hơn lứa cầu thủ 2 năm về trước rất nhiều. Chẳng lẽ lại phải trông chờ vào những tình huống xuất thần của Quang Hải? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.